Rồi, bây giờ em sẽ chỉ với anh cái instrument của đoạn điệp khúc, đoạn B. Cái điệu của nó vậy nè. Em quay cái tay. Số 4 á. Nếu như mà trong trường hợp anh đập không được thì đánh không cũng được. Cái này nhả ra, nhả tay trái ra. À, anh Phan đã anh cảm nhận cái nhịp theo cách này nè. Bum bum chất chất bum bum chất chất bum bum. Thì cái này nó cũng vậy. Chuyển ngay số 1, chuyển hợp âm ngay chỗ số 1. Đó, chuyển hợp âm ngay số 1 là đúng. Đúng rồi, hay quá. Đúng rồi. Làm sao mà anh chuyển cho nó trơn tru, anh đừng có dừng lại để nhìn cái hộp âm khác là được. Thay bị cái kiểu là dừng lại nhìn cái hộp âm bị móc. Làm sao cho cái cảm giác nó quen thuộc hết cỡ. Nãy giờ anh không đánh phím, em cũng không đánh phím, anh nhìn đó. Nè, đánh hai ngón này cũng được. Đó, vậy đó. Anh nhìn thấy được không? Bùm chất 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 bùm chất 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 chất. Đúng rồi, hay quá. Nghĩ đâu? Dạ, đúng rồi. Người thông minh. Nè anh, bây giờ đánh cái điệu rải lúc đầu. Đó. Rồi xong đánh cái điệu kia luôn, có nghĩa là hai cái điệu nó nối tiếp nhau. Có như vậy thì anh mới quen lẹ hơn. Hai, một, hai, một, hai, một. Mới đầu mình làm ít nốt thôi. Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai, một, hai, một, hai, một. Có nghĩa là anh cảm nhận được cái điệu của nó. Một, hai, một, hai, một. Rồi, cái ở bên trong đó nó xảy ra như thế nào là do mình quyết định. Miễn sao nó là một, hai. Và phát mạnh, phát nhẹ rõ ràng. Và cảm nhận được ngay chỗ số một là chuyển. Còn bên trong nó xảy ra những cái nốt gì, đánh nhiều nốt hay đánh ít nốt gì đó là tùy thuộc vô mình. Hay dở do mình. Đó là cái cách học. Một, hai, một. Thậm chí như vậy nó vẫn được. Một, hai, một, hai, một, hai, một. Tại sao nó được như vậy? Tại vì cái tiết điệu nó hiển thị rõ ràng. Nó làm cho người nghe cảm nhận được là cái mình đang đánh cái điệu đó. Chứ không nhất thiết là phải 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Không cần. 1, 2, 1, 2, 1, 2.
thì nó vẫn ra cái đoạn điệp khúc, mình vẫn đánh theo cách đó được. Thầy bây giờ làm lại nè. 1 2 chặt hơn quá. Dạ, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1. Đó, anh cảm nhận được không? Cảm nhận, chỉ cần cảm nhận rõ ràng cái điều đó như vậy là được, chứ không cần phải là đánh đúng cái nốt, không có cần lên xuống và phải đúng theo những cái gì mà người ta chỉ, không cần đâu. Làm theo cách của mình, miễn sao nó đúng cái nhịp đó, cảm nhận nó ra cái nhịp đó là được. Thử đi anh, thử coi. Rồi. Đúng rồi đó. Cảm nhận như vậy, cảm nhận rõ ràng. Bum. Touch. Touch. Bum. 1 2 3 4 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
Rồi, theo cứ đánh tạm thời cứ đánh như vậy đi. Đúng rồi đó anh. Ok, đúng rồi đó. Chính xác, chính xác. Cái điệu này không phải dễ mà chỉ cái làm được liền như anh đâu. Có một số người chỉ hoài không làm được luôn á. Ghê 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 ghê. Quá ghê. Rồi, áp dụng. Đây mấy bữa anh không có hiểu. Dạ. Bây giờ anh biết rồi. À, anh tại cảm liền. Cái hộp âm anh chưa có nhớ nữa. Dạ đúng rồi. Cảm nhận được là cái phách đó ngay diễn, và anh cảm nhận được phách mạnh, phách yếu rõ ràng, cái nhịp mạnh, nhịp yếu rõ ràng, anh sẽ làm được. Còn mình cứ quấn đều nhưng mà sao phút anh nói là 1, 2 là mình làm chậm là không, làm cái đó lại rồi. Không, không có chậm gì, nó đều như vậy. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bao nhiêu cái lên xuống cái tùy mình hả? Đúng rồi. Thí dụ như là 1, 2, 1, 2, 1. Bao nhiêu cũng được, nhưng mà cảm nhận nó rõ ràng cái nhịp đó. Chứ có nhiều lúc anh đánh ít nhưng mà nó không ra được, hoặc đánh nhiều hơn nhưng mà nó không đúng. À, một, hai, 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 một, hai, một, hai, một, hai, hai. Tại vì em lượt bớt nốt thôi, lượt bớt nốt thôi. Có nghĩa là thay vì anh đánh là một, một, hai, ba, bốn, một. Còn em không đánh vậy, em là 1, 2, 3. Mình vẫn là 1, 2, 3, 4, 1. Cái tay mình nó vẫn nhấp theo cái đó. Nhưng mà mình không có đụng vô dây thôi, gì đâu. 1, 1, 2, 3, 4, 1. Nè, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Cái điệu này, điệu trống nó sẽ vang lên là bùm chách bùm chách bùm bùm chách thằng phố bùm ta 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 chách tâm tâm chách tâm tâm. Đó, cảm nhận được cái điệu như vậy là sẽ được. Cái gì vậy? Không khó đâu, điệu này dễ. Cảm nhận theo cách đó là sẽ đi đường được. Thử đi, thử đi. Đúng rồi. Đẹp quá. Hợp âm mình bị messed up. Thank you.
Hay quá trời đất đó. Biến cánh một, rap biến cánh hai vô cùng một lúc, khỏi hát, từ từ hát rap thôi, có nghĩa là đánh này. Đó, rap thử coi, thử cứ một hợp âm là mình quanh cái hợp âm kia đậu lại. Dạ, anh rap thử nó có dính vô chữ đã, rồi để hát. Nè. Đó, bây giờ rap hai cái điệu này trước đi, okay. Rồi hát sau. À, ráp đi. Ráp lên, ráp lên. Sẽ được. Ráp rãi trước, ráp rãi trước. Rãi trước. Rãi trước, rãi cái gì. Rồi. Cái này nè. Nghe nghe nó nè. Thì cái cách này nó dễ hơn nè. Cách này dễ hơn nè. 1 2 1 2 1 2 1. Mình bắt đầu ngay chỗ chuyển hồng âm luôn. 1 2 1 2 1 2 1 2 1. Hiểu không? Cảm nhận được không? Lại nha, làm hết sức từ từ luôn. 1 2 1 2 1 2 1. Đó. Qua cái chỗ chuyển hồn âm là mình đánh mạnh đại xuống luôn. Để bắt đầu mình đánh strumming. 1 2 1 2 1 2 1 2 1. Cảm nhận được không anh? Dạ. Lại nha. Nè. 1 2 1 vậy đó. Thử rồi, thử rồi. Làm chậm thôi. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có chuyển, chỉ có chuyển hồn âm là hơi chậm thôi. Còn như vậy là đúng rồi đó. Chính xác.
Logic. Đó, được rồi đó, anh hiểu được rồi. Tại vì cái chuyển học âm anh chuyển chậm thôi, nhưng mà như vậy là easy luôn á, đẹp rồi đó, hay rồi đó. Nhưng mà vô vô phím cái móc đó, cái tỉa không được. Không cần đâu, không cần. Phải nhìn vô cái đây mới được. À, nó chưa quen á, chưa quen. Đó, khi đánh được nó sẽ hay hơn. Chuyển mấy hộp âm đơn giản thôi, qua mi, re, la gì đó thôi. Một cái mình quánh hai lần được không? Cho nó chậm lại. Được anh, được, 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 được. Có nghĩa là thay vì một, hai chuyển mình thêm ba, bốn vô luôn, thí dụ như vậy. Là có nghĩa là thêm một cái một cái hai nữa. Thì nó giống vậy, một, hai, một, hai, một, hai, một, hai, một, hai, một, hai, một, hai. Thêm một lần nữa. Tập thêm thôi. Bây giờ hiểu là chỉ cần tập rồi rap với lời hát vô thôi. Bây giờ anh hát cái lời hát nó đúng nhịp chưa ta? À đúng rồi, đúng rồi. Thành phố buồn ta đâm tâm ngày chủ nhật phố buồn ta ta. Vậy đó.